Dạ, Thúy An xin chào quý cô bác, quý anh chị các bạn. Chiều nay là ngày 27 tháng 7 năm 2023. Em có về mấy cái dòng máy tính bảng và điện thoại. Bây giờ em sẽ test máy báo giá từ cái điện thoại máy tính bảng. Cô bác anh chị xem ưng cái nào chốt liên hệ với em. Mình bán điện thoại ở thành phố Tân An, tỉnh Long An nha cả nhà. Em chuyên máy tính bảng, điện thoại Samsung, Redmi, Oppo, tất cả các dòng. Samsung J7 RIM, RAM 3, 32GB, màn hình 5.5 J7 RIM. Xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, full chức năng nha. Rồi 1.050.000 cho các anh chị luôn. Mình tích cảm ứng cho các anh chị luôn. Em ship toàn quốc nha cả nhà, miền Tây á, thì em ship hôm nay ship ngày mai tới nha. Còn Đồng Nai, Bình Dương, Sông Bé cũng vậy, hôm nay ship ngày mai tới. Còn miền ngoài á, là miền Bắc á, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, nói chung là miền Bắc á, là 3 ngày nha. Tầm 3 ngày mới tới, nhưng mà đa phần em cố gắng ship nhanh cho các anh chị. Rồi 1.050.000 cho các anh chị, J7 RIM, 1.050.000. Rồi tiếp theo Nam có về cây này pin 6.000 nha. Vivo cây này pin 6.000, chui sạc tây si nha. Cây này để coi Vivo gì. Cây này pin 6.000, rất là cầm pin nha. Vivo Y02S Android 12 chấm, màn hình thì 6.5 nha. Pin thì 6.000. Kiểu máy là V2203. Pin 6.000. Test cảm ứng cho các anh chị luôn. Camera luôn. Camera trước, camera sau và trước. Có một cây Vivo duy nhất nha cả nhà, lâu nhập đựng cây này pin 6.000. 2.100.000 các anh chị nha. 2.100.000. Vivo Y0. Vivo Y02, Vivo Y02S. Rồi 2.100.000 các anh chị nha. Máy đời mới nha. Rồi tiếp theo. iPhone 6S Plus. 6S Plus còn nhân tai. 16GB. 1.700.000 cho các anh chị nha. 6S Plus. Cây này có dán cường lực nha. Tặng ốp lưng cho khách luôn. 6S Plus còn nhân tay. Khách nào có tài khoản rồi thì cứ bấm đăng xuất ra giùm em ha. Máy sạch không dính tài khoản. 6S Plus 1.700.000 cho khách còn nhân tay. 16GB. Còn 6 Plus 64GB mất nhân tay. 1.500.000 cho các anh chị luôn. 64GB. Mất vân tay, máy sạch không dính tài khoản nha. Em cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube cho khách. Máy cũng đẹp trên 80%, hàng này hàng chính hãng nha. 64GB. 1.500.000 cho các bác anh chị luôn. Sẵn review 6 lút thì review iPhone 12 Pro Max luôn. 13 Pro Max luôn. 12 Pro Max thì em có 2 cây nha. 13 Pro Max màu lông chuột. 13 Pro Max màu lông chuột. Màu lông chuột này là máy hàng sách tay của Singapore nha. Màu lông chuột hàng sách tay của Singapore. 512GB nha cả nhà. 512GB. 13 Pro Max. Rồi, màu vàng đồng này là cây này là phiên bản đặc biệt luôn. Để coi 1.000 mấy GB nè. Cây này sáng em nhập là em thấy nó 1.024GB, màu vàng đồng phiên bản đặc biệt nha. Máy cũng được trên 80% nè. Rồi, giá 1.800.000 nha. Hai cây em bán đồng giá luôn, 1.800.000. 13 Pro Max 1.800.000 nha, hàng sách tay của Singapore nha cả nhà. Còn 12 Pro Max thì 1.500.000 nha, 512GB, màu trắng. Hàng sách tay của Singapore không phải hàng chính hãng nha cả nhà, nó là của hàng Singapore. Xài được Zalo, Facebook, YouTube, TikTok full chức năng, khách nào không biết tải đồ thì trước khi mua nói An ơi tải đồ giùm anh hay tải đồ giùm chú, con sẽ tải giùm nha. Tải sẵn rồi tạo tài khoản, có nhiều khách không có biết tạo á,
rồi về không biết xài, rồi nói sao vô YouTube không được, vô YouTube coi không được, hay tải Zalo, Facebook không được. Tại vì tải không được là do mình chưa có tạo tài khoản, chứ máy cảm ứng là đều tải được Zalo, Facebook, YouTube, TikTok nha cả nhà. 12 Pro Max này là hàng xuất tay của Singapore, giá 1.500.000 cho các bác anh chị luôn. Rồi tiếp theo Samsung J3 Core, cây này mình bỏ sim vô, ship hàng tới cho khách bỏ sim vô mới test máy được nha. Rồi cây này J3 Core là 32GB, màn hình 6.5, pin 5.000 nha. J3 Core hàng chính hãng của Samsung nha, xài bền lắm nha cả nhà, đánh game liên quân chi phai được máy mạnh nha, pin con trâu luôn á. 1.550.000 chú anh chị luôn, 1.550.000. Rồi sẵn review màn hình 6.5 review luôn, hai cây này màn hình 6.5 luôn, pin thì cũng 5.000 luôn, đánh game liên quân chi phai được máy mạnh luôn. A02 màn hình 6.5, pin 5.000. Cái máy này là pin con trâu không nha cả nhà. 32GB. RAM 3 32GB. Máy màu xanh và màu đen. Máy đẹp trên 80%, gần 90% luôn nha cả nhà. Xài 2 SIM 1 thẻ nhớ. Rồi 1.600.000 cho khách xài Zalo, Facebook, YouTube, ngân hàng, tài khoản, tất cả các ứng dụng full chức năng nha. Máy đẹp can nha. Rồi 1.600.000 cho các anh chị luôn. Rồi Oppo màn hình 6.5, Oppo để coi cái gì em quên mẹ rồi, Oppo A91, A91 Android 11 chấm, Oppo A91 màn hình AMOLED nha cả nhà, RAM 8+3 nha. Cái này là RAM 8+3 màn hình AMOLED. RAM 8+3 chạy như 11 RAM, 128GB, màn hình AMOLED nha, màn hình 6.4, màn hình AMOLED. Pin 4001. Máy cũng đẹp trên 80%. Rồi 2.500.000 cho các anh chị nha, 2.500.000. A91. Khách nào đã xài hàng em rồi á, về xài được giới thiệu bạn bè á, thì khách lưu ý giùm em á. Chỉ bạn bè mình vô Google nè, Google mình giỏi số nè, Google mình đánh Thí An TV sẽ không lộn kênh này hết nha, Thí An TV sẽ không lộn kênh này hết. Đánh Thí An TV là không lộn kênh, vô Google đánh Thí An TV là sẽ không lộn kênh này hết. Tại kênh em nay gần 15.000 người nha cả nhà, với là lưu ý tiếng nói của em. Còn khách nào có cọc á thì để ý tiếng nói của em với số tài khoản ngân hàng của em là em có ghi trong đường link đó cả nhà, hoặc là mình vô YouTube đỏ nè, YouTube đỏ mình đánh Thí An điện thoại sẽ ra Thí An TV nha. Tại hồi đó lúc lần đầu tiên em lập kênh á là một năm trời, là năm đầu tiên em bán là em là Thí An điện thoại, Thí An điện thoại, cho nên mình cứ đánh Thí An điện thoại là sẽ không lộn kênh này hết. Thí An TV thì khi lộn kênh người ta, Thí An điện thoại nó sẽ ra Thí An TV nè cả nhà. Đây, không lộn kênh này hết. Có chuyển khoản thì lưu ý giùm em, tên em là Lê Thị Thí An nha, là đúng tên của em, số tài khoản của em luôn. Rồi tiếp theo. Rồi nay em có về A51, A51 RAM 6 128GB, màn hình thì 6.5, còn vân tay đầy đủ nha cả nhà. Màn hình 6.5, pin thì 4.000, A51. Máy màu xanh tặng ốp lưng cho khách nha, dây sạc và ốp lưng. A51. Rồi 2.700.000 cho các anh chị luôn nha, vẫn bán giá cũ. RAM 6 128GB, máy màu xanh đen A51. 2.700.000 cho cô ấy anh chị. Rồi tiếp theo Nam có về cây này độc nha, chưa từng bán cây này luôn. Cây này dán cường lực rồi, Samsung A04S, pin 5.000. Cây này em chưa từng bán nhưng cả nhà, Android 13 chấm, A04S, RAM 464GB, màn hình 6.5 nha. Màn hình 6.5
Android 12 chấm nha. RAM 4 64 GB. Android 13 chấm. Màn hình LCD. RAM 4 64 GB. Máy cũng được trên 80% nha. 2.200.000 cho các anh chị. A04 hết. 2.200.000. Camera trước, camera sau nha cả nhà. 2.200.000. A04S. Máy được gần 90% luôn nha cả nhà. Rồi, tiếp theo. Huawei Nova 3i. RAM 4 128 GB, em có màu trắng và màu xanh nha. RAM 4 128 GB. Huawei 3i. Giá cũ cho quá anh chị luôn. Nói chung dòng Huawei này em bán được lắm nha. Android 9 chấm. Nova 3i. Đánh game liên quân Wi-Fi được, máy mạnh nha. 128 GB. Giá 1.500.000, 550.000 cho quý anh chị nha. 1.550.000. Tặng ốp lưng cho quý anh chị với dây sạc. Huawei 3i. Rồi tiếp theo. Rồi, Samsung A03S. Cây màu xanh này, RAM 3 32 GB, 1.800.000 cho quý anh chị. Màn hình 6.5. Pin thì 5.000. Cây này RAM 3 32 GB, A03S. Giá thì 1.800.000. Còn cây này RAM 4 64 GB, máy màu đỏ. Máy cũng đẹp gần 90% nha cả nhà. Đa phần khách thường xem kênh em biết máy, em nhập máy đẹp em mới nhập, tại vì ship hàng tới cho khách xem hàng á. Còn mình nói máy đẹp mà máy không đẹp mất công ta bơm hàng mình, bơm hàng em á thì cũng tội nghiệp em lắm, ngâm máy á. Ship hàng tới cho khách thì hôm nay ship, ngày mai tới, nhưng mà khách bơm hàng thì tầm 10 ngày nữa tháng hàng mới tới đây. Rồi ví dụ mà khách không nhận hàng thì khách mất tiền cọc 100.000, 100.000 cũng nửa ngày làm của anh ta, cho nên máy tình trạng sao em báo hết. Đẹp em nó đẹp, còn ví dụ hơi trầy thì nó hơi trầy. Rồi, A03S, RAM 4 64 GB. Đẹp gần 90%, giá là 1.900.000 cho các anh chị, RAM 4 64 GB. Rồi, A21S. Tặng ốp lưng trong cho khách luôn. Màn hình 6.5, pin nó thì 5.000. A21S, cây này em làm YouTube luôn nha cả nhà. Rồi, giá 1.900.000 cho các anh chị luôn. A21S, 1.900.000. Nay em nhập hàng về hơi trễ cho nên quay video nó hơi tối, cả nhà thông cảm giùm em nha. Rồi, A21S, pin 5.000, màn hình 6.5, xài Zalo, Facebook, YouTube full chức năng. Rồi, cây này giá là 1.900.000 cho các anh chị luôn. 1.900.000. Rồi, tiếp theo. Oppo. Màn hình 6.5 nha. Rồi, Oppo màn hình 6.5. Oppo A15, RAM 3 32 GB, Android 10 chấm. Máy màu đen. Rồi, gần 90% luôn nha cả nhà. A15, RAM 3 32 GB. 1.800.000 cho các anh chị luôn. Máy cũng được trên 80% nha cả nhà. 1.800.000. Rồi, tiếp theo Samsung M30, RAM 4 64 GB, màn hình 6.5, pin 5.000. M30 lâu lâu mới có cây này nha cả nhà. Rồi, 1.900.000 cho các anh chị luôn. 1.900.000. Máy màu xám lông chuột. Rồi, tiếp theo Vivo, màn hình 6.5, pin thì 5.000 nha cả nhà. Vivo 2027, Android 12 chấm, RAM 4 64 GB, màn hình 6.5. Cây này là giá là 1.800.000 cho khách nha. Máy màu xanh, 1.800.000. Rồi, tiếp theo Samsung A10. A10 có màu xanh và màu đỏ nha, 32 GB, màn hình 6.1, 6.2. A10, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok. A10,
giá 1.200.000 cho các bác anh chị luôn. A10 máy màu xanh và đỏ. Rồi 1.200.000 cho các bác anh chị. M10 luôn. M10 gam 2 16GB. 1.100.000 cho các bác anh chị luôn. M10 máy màu xanh luôn. Rồi Samsung A20 RAM 32GB màn hình 6.5 pin 4000. Màn hình 6.4 nha cả nhà, nó lộn. A20 màn hình 6.4 pin 4000. 1.400.000 cho các anh chị luôn. 1.400.000 màu đen nha. 1.400.000. Rồi A20 nha. Tiếp theo A30 RAM 32GB luôn. Màn hình 6.4 pin cũng 4000 luôn. RAM 32GB Samsung A30 Android 10 chấm. Máy cũng được trên 80% nha. $1.550.000 có anh chị luôn. $1.550.000 A30. Rồi tiếp theo Samsung A30s RAM 4 64GB, màn hình 6.4 pin 4000, máy màu xanh, tặng ốp lưng cho khách luôn nha cả nhà. 1.800.000 cho các anh chị. A30s máy đẹp gần 90% nha. 1.800.000 cho các anh chị luôn. Samsung A11 RAM 32GB, màn hình 6.4 pin thì 4000. 1.600.000 cho các anh chị luôn. A11 1.600.000 máy màu đen full chức năng. Redmi C9 32GB màn hình 6.5 pin 5000, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok full chức năng nha. 1.200.000 cho các anh chị luôn. Redmi A9 màn hình to nha cả nhà, hát karaoke vẫn được nha, máy mạnh nha. 1.200.000 cho các anh chị. Redmi A9 màu đen và màu xanh. Rồi tiếp theo Oppo A03s RAM 2 16GB màn hình 6.2 pin 42. 000. Rồi giá 1.200.000 cho khách. A03s 1.200.000. Z6 cộng RAM 32GB màn hình đó thì 6.0, RAM 32GB màn hình 6 inch nha cả nhà. Z6 cộng em có màu xanh đen và màu đỏ nha. 32GB Z6 cộng. Máy thì đẹp trên 80% rồi nha cả nhà. 1.100.000 của anh chị luôn. 1.100.000. Oppo F1s RAM 32GB màn hình 5.5 luôn. Xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok full chức năng. 1 triệu nha. 950.000 của anh chị luôn, sale kèo này luôn 950.000. Samsung Z3 RAM 32GB màn hình 5.5. Xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn, pin con trâu luôn. Nói chung cái dòng Z7 Pro này cái chuông nó lớn lắm nha cả nhà. Âm lượng nó to lắm. Rồi 1.250.000 cho khách. Z3 1.250.000. Rồi Redmi C11 màn hình 6.5 pin 5000, C11. Rồi cây này giá 1.350.000 cho anh chị luôn. C11 1.350.000. Samsung A10s 32GB màn hình 6.1 6.2, pin cũng 4000 luôn, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok full chức năng màu đen. 1.250.000 cho các anh chị luôn, bằng giá Z3 luôn nha cả nhà. M20 em có 2 cây nha. RAM 32GB chui sạc tay xi, tặng ốp lưng cho khách luôn. 1.550.000. 1.500.000 cho các anh chị luôn. M20 1.500.000. Chui sạc tay xi pin 5000. 1.500.000 cho các anh chị.
màn hình 6.4 nha cả nhà. Rồi tiếp theo Redmi C1. Cái này Redmi C1 nha. Em zoom coi phải không? Redmi C1 RAM 2 16GB Android 9. Giá 1 triệu cho các anh chị luôn nha. Xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok full chức năng 1 triệu. Oppo A5s RAM 3 32GB màn hình 6.2. Giá cũ cho các anh chị luôn nha. Hàng này mới nhập luôn. Còn mấy cây trước em bán hết rồi. Rồi cây này là giá là 1.400.000 cho các anh chị luôn. Oppo A5s 1.400.000. Rồi Samsung này à. RAM 3 32GB. Samsung A6 RAM 3 32GB. Giá 1.100.000 cho các anh chị luôn. A6 1.100.000 máy màu xanh. Samsung A20s RAM 3 32GB. Tặng ốp lưng cho khách nha. Màn hình 6.5. Pin 4000. A20s máy đẹp keng nha. Tình trạng sao báo hết nha cả nhà, ám em báo ám nha. Và đa phần em không có bán dòng ám gì bể, bán máy nghiêm chỉnh của anh chị xài không mà. Ám là báo ám nhưng mà em không bán máy ám nha cả nhà. Rồi A20s giá 1.600.000 cho các anh chị luôn, màn hình 6.5. Rồi cây này A02s màn hình 6.5, pin 5000, RAM 464GB. Lâu lâu mới nhập được cây RAM 464GB nha cả nhà. Thường nó chỉ RAM 3 32GB thôi. RAM 464GB. A02S. Rồi 1.800.000 cho các anh chị luôn. 1.800.000. Rồi, tiếp theo. Samsung A50 RAM 464GB màn hình 6.4, pin 4000. A50 nha. Rồi 1.900.000 cho các anh chị A50. 1.900.000 máy đẹp trên 80%, tặng ấp lưng cho khách luôn. 1.800.000. iPad 4 10 inch nha cả nhà. Máy cũng được trên 80% nha. iPad 4 này không xài SIM. Máy sạch không vướng tài khoản nha. Tất cả các dòng iPhone, iPad là em bán là máy trái táo, là máy sạch không vướng tài khoản nha. 16GB không xài SIM. Rồi em tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho khách nha. iPad 4 10 inch, máy đẹp trên 80%. Cho xem hàng trước lúc nhận hàng, tình trạng sao báo hết nha cả nhà. Còn shipper không cho xem hàng thì có anh chị nào á mua hàng mà shipper không cho xem hàng cứ liên hệ với em nha. Em sẽ kêu shipper cho xem hàng đàng hoàng. Hàng y hình, y video, không bao giờ ship hàng tầm bậy cho khách nha. Em bán điện thoại gần 4 năm trên mạng rồi nha cả nhà. Chữ tín đi đầu nha. Rồi iPad 4 không xài SIM, 16GB 1.400.000. Cô bác anh chị nhớ đăng ký kênh để có nhiều video mới xem và mua được nhiều dòng điện thoại ủng hộ em. Em cảm ơn cả nhà. Rồi iPad mini nha. Mini màn hình chỉ 8 inch thôi. Mini màn hình chỉ 8 inch thôi. Cây này xài SIM 16GB. Em cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho khách. Máy sạch không vướng tài khoản nha. Máy trước lúc nhập về bán cho cô bác anh chị em đã test ok nghiêm chỉnh mới bán cho khách. Tại vì khách toàn ở xa mà. Mình bán đồ trên mạng á. À, ship toàn quốc. Miền Tây, miền Nam, miền Trung, miền Bắc, miền ship hết. Nói chung khách ở xa mà, cho nên mình bán hàng cho khách xài bền, uy tín. Khách người ta còn quay lại người ta mua nữa, người ta còn giới thiệu bạn bè. Rồi, iPad mini 1 16GB xài SIM. Vô giới thiệu điện thoại 16GB xài SIM. Rồi máy cũng được trên 80% nhưng cả nhà màu bạc nha. Rồi xài SIM 1.100.000 cho khách nha. 16GB 1.100.000 máy đẹp trên 80% nha. Rồi còn cô bác nào ở xa muốn tới chỗ em mua hàng xem máy á, thì trước khi đi liên hệ giùm em. Không biết đường em chỉ đường cho nó dễ. Để mất công đi vòng kiếm em rồi không được. Còn ban ngày thì ở ngoài sân động em không có bán nha cả nhà. Ban ngày thì em vẫn bán bình thường cho khách. Khách ở xa tới không biết đường em vẫn rất bình thường. Em vẫn bán từ sáng tới tối luôn. Khách nào ở xa trước khi đi thì
tới chỗ em mua hàng vẫn bán bình thường nha. Còn chiều thì tầm 4:30 tới 5 giờ em bán ngoài sân động. Trời mưa em vẫn bán nha, nhưng mà em không bán ngoài sân động mà em bán ở nhà. Khách tới thì em rước vô nhà, rước tới chỗ em bán hàng. Nay em về máy nhiều lắm nha cả nhà, dòng cao dòng thấp tầm trung này kia em bán tầm giá từ 500 tới 2 triệu, 2 triệu mấy, 3 triệu đổ lại tùy theo khách mua. Rồi em review dòng rẻ tiền trước nha. Rồi mới tới dòng cao RAM 6/128 ghi tầm trung luôn. Rồi G5, Samsung G5 màn hình 5 inch, RAM 2 16GB, xài được Zalo, Facebook, YouTube, TikTok nha. G5 máy cầm pin nha cả nhà, G5 2016, Android nó là 7 chấm. Máy cũng còn đẹp trên 80% nha, tại vì khách trước người ta xài kỹ cả nhà. Đây, máy màu trắng nha, G5 RAM 2 16GB, màn hình 5 inch, full chức năng, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, tải ngân hàng về cũng được nha. Mình muốn xài dịch vụ ngân hàng cũng được, full chức năng nha. 750.000 cho khách nha, G5. Rồi, sẵn review G5, review G3RO nha. Màn hình cũng 5 inch luôn, máy này là máy con đúc. Còn G5 hồi nãy thì máy pin rời. G3RO, RAM 2 16GB, màu vàng đồng. Màn hình 5 inch. Giá cũng 750.000 cho các anh chị nha. Các anh chị nhớ đăng ký kênh để có nhiều video mới xem và mua được nhiều dòng điện thoại ủng hộ em. Cảm ơn cả nhà. Còn khách nào mua hàng em về xài được, giới thiệu bạn bè, chia sẻ kênh thì em cảm ơn nha. Rồi G3 rồi em thích, cảm ứng cho khách nè. Em bán máy quan trọng nhất cho khách là màn hình và pin nha. Máy nào cũng xài ok hết, tầm trung tầm rẻ tiền, giá cao cũng vậy. Nói chung máy nào xài cũng ok bền hết. G3RO 750.000 cho khách nha. Xài 2 SIM 1 thẻ nhớ. Nói chung dòng Samsung đều xài 2 SIM 1 thẻ nhớ nha cả nhà. 750.000. Rồi iPhone 5S, iPhone 5S 16GB nha. Cây này còn nhân tay nha cả nhà, 16GB còn nhân tay, tặng ốp lưng trong cho khách. Em bán máy là tặng dây sạc cho khách nha. Khách cọc 100k thì khách tự trả phí ship, khách cọc 200k trở lên thì em bao ship. Cọc 200k trở lên thì em bao ship nha, hoặc là chuyển khoản 500 triệu hay chuyển khoản hết, tùy theo ý thích của khách. Nói chung em bán hàng 3 năm mấy, gần 4 năm nay, có rất là nhiều khách chuyển khoản hết cho em. Nói chung em cũng cảm ơn mấy anh chị đã tin tưởng. Rồi iPhone 5S 16GB còn nhân tay, 850.000 cho khách. Em tặng phụ kiện là chỉ tặng dây sạc thôi nha cả nhà, còn ốp lưng thì tùy theo máy. Có những máy em tặng ốp lưng, còn những máy em không có tặng ốp lưng. Còn kèm dây sạc nha, dây sạc không có con cốc nha cả nhà. Rồi Samsung A03 màn hình thì A03 màu đen, màn hình 6.5, pin 5000 nha cả nhà. Màn hình 6.5, pin 5000. Cây này RAM 4 64GB nha. RAM 4 64GB, máy đẹp trên 80%. A03 RAM 4 64GB, Android nó là 13 chấm nha cả nhà. Android nó 13 chấm. A03 máy đẹp gần 90% luôn nha cả nhà. Rồi 1.650.000 cho khách, 1.650.000 máy màu đen. Rồi tiếp theo, nói chung RAM 4 64GB là phiên bản đặc biệt nha cả nhà. Thường thường A03 này nó chỉ có RAM 3 32 thôi. Cái này RAM 4 64, 1.650.000 cho khách. Rồi Oppo, dòng này dạo này em bán được lắm nha cả nhà. Cây này màn hình 6.5, Oppo A31 Android 6 chấm, RAM 6 128GB nha. Bữa cây này em chỉ có RAM 4 thôi, cây này RAM 6, RAM 6 128GB. Oppo A31 màn hình 6.5, màn hình LCD nha cả nhà, pin 4003, RAM 6 128GB. Rồi tiếp cảm ứng cho các anh chị luôn. Máy này đẹp gần 90% nha. Camera rất là sáng nha, sáng và rõ, màn hình 6.5, Oppo A31,
Android 9 chấm. Tết cảm ứng cho khách luôn. 1.900.000 cho cô bác anh chị luôn nha. Oppo A31 1.900.000. Rồi, tiếp theo. Samsung A12 máy màu xanh, RAM 6 128GB, màn hình 6.5, pin thì 5.000 nha. A12 em có một cây màu xanh nha. Bữa có hai cây màu đen mà bán rồi nha cả nhà. A12 cây này đánh game liên quân G5 được máy mạnh nha. RAM 6 128GB. Cô anh chị nào có nhu cầu xem hình thì cứ kết bạn Zalo em gửi hình nha. Hàng y hình y video. RAM cây này RAM 4 128GB nha. Cây màu xanh này RAM 4 128GB. Rồi Tết cảm ứng cho cô anh chị luôn. Rồi giá 2.300.000 cho cô anh chị luôn nha. Máy đẹp trên 80%, 2.300.000. Rồi Thúy An xin kết thúc video đây. Mong quý cô bác anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy hay, nhấn chuông, đăng ký kênh, chia sẻ giùm em để em có động lực làm nhiều clip hay, cả nhà xem và bán được nhiều dòng điện thoại cho cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên gia đình, hẹn clip sau.